Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại Group Khủng Bố Sống Lại nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại qua tập số 257. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Dương Gian nói xong, ở trong căn phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động. Tiếng động này rất cổ quái, khiến cho bọn họ phải liên tưởng đến một cảnh tượng đáng sợ. Dường như trong căn phòng kia đang có một cỗ thi thể bò trên mặt sàn. Lý Dương lên tiếng nhắc nhở. Đội trưởng, nó đến rồi. Sát vách phòng bên cạnh. Vách của căn phòng kia cách chỗ của Dương Tiểu Hoa không có xa, chỉ chừng là 10 mét. Sắc mặt Dương Gian khẽ động, hắn không hề có ý định ra tay. Dù quỷ đã cách mồi Dương Nhừ rất gần, nhưng hắn vẫn chỉ trông chừng cánh cửa phía sau lưng của Dương Tiểu Hoa. Bởi vì di động chính là điều tối kỵ ở trong việc đặt bẫy. Huống hồ hắn tin chắc bản thân có thể đối phó được với quỷ, vậy còn cử động làm gì cho rối loạn trận hình đây? Trốn! Ở trước căn phòng kia đang có một người đưa thư đứng. Lúc này anh ta cũng đã nghe thấy được tiếng động từ bên trong phòng, khẽ liên tưởng đến kết cục của mấy người bị hại lúc trước. Hắn ta không nói hai lời, liền nhấc chân bỏ chạy. Hắn ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để cách xa khỏi cánh cửa đang sắp mở kia. Két một tiếng. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cửa phòng mở. Tuy nhiên người đưa thư kia khá là may mắn, vì anh ta đã chạy xa cánh cửa, đã vào trong phạm vi an toàn, nếu không còn lực hút đáng sợ như trước kia nữa. Cánh cửa khẽ hé ra một chút. Ở bên trong đen sì, nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ một thứ gì đó đang hoạt động. Tuy nhiên không hề có chuyện gì xảy ra hết. Người đưa thư kia vẫn còn sống. Vương Thiện thấy vậy liền mở to hai mắt. Vậy mà hắn ta là không sao. Liệu hắn ta có thể sống sót được không? Trong lòng mấy người Thái Ngọc, Dương Tiểu Hoa, Lưu Minh, Tâm Thần đều đồng loạt nghĩ đến một phương pháp sống sót. Kết quả của chuyện này cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái phương pháp sinh tồn tiếp theo của mọi người. Nhưng trước khi có được kết quả chính xác, không người nào dám có hành động thiếu suy nghĩ cả. Lúc này trong lòng của người đưa thư kia đang cuồng loạn. Hắn ta không tránh khỏi có một chút kích động, dường như đã là nhìn thấy được đường sống ở trong cõi chết. Đúng, cứ tiếp tục chạy như vậy, cách cánh cửa kia thật xa, có lẽ hắn ta an toàn. Dầm một tiếng. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi đã xảy ra. Cánh cửa phòng kia vẫn chưa đóng, nhưng phía trước của người đưa thư đã có một cánh cửa khác mở ra. Đó là cánh cửa phòng của người bị hại lúc trước. Không! Hắn ta sợ hãi gào thét một tiếng đầy tuyệt vọng. Một cỗ lực lượng linh dị đáng sợ đã hút người hắn ta vào ở trong căn phòng kia. Cũng giống như là những người khác, hắn ta định dùng sức lực của bản thân để ngăn cản, nhưng không hề có một chút tác dụng nào. Bởi vì cỗ lực lượng linh dị kia quá lớn, Khiến cho người hắn ta lơ lửng trên không trung, sau đó thì trực tiếp bay vào trong căn phòng tối tăm kia. Dầm một tiếng, người này vừa rơi vào trong căn phòng, cửa phòng lập tức đóng lại. Tiếng la hét đầy hoảng sợ biến mất, âm thanh hoạt động của quỷ ở bên trong cũng là dừng lại. Mọi thứ khôi phục về vẻ bình tĩnh lúc ban đầu. Thấy vậy, những người đưa thư còn lại đều đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ không thể tránh né tập kích của quỷ. Thì ra con quỷ kia có thể mở ra nhiều cánh cửa, chứ không phải là chỉ mở được một cánh. Trốn ở trong góc khuất như này có tác dụng không đây? Hai người Vương Thiện và Thái Học đang núp trong góc tường đồng loạt run lên bẩy. Trong lòng không khỏi tuôn ra ý nghĩ trên. Mặc dù bọn họ cho rằng đây là một phương pháp sống sót, nhưng vì chưa thể kiểm chứng nên bọn họ không thể yên tâm được. Chết, chết rồi. Lưu Minh Tân khẽ run rẩy, cả người giống như là bị mất hết sức lực vậy. Liên tiếp có người đưa thư chết đã chứng minh rằng cửa phòng là chỗ nguy hiểm. Dù cửa đang đóng thì cũng nguy hiểm, đồng thời không thể trốn khỏi tập kích của quỷ. Và không gian ở tầng 2 chỉ rộng chừng đấy, hiện tại đứng ở trước cửa phòng đóng cũng bị giết. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ chết chắc rồi. Dương Tiểu Hoa cắn môi, khiến cho nó bất máu.
Mặc dù tim đập loạn, cả người căng cứng, nhưng mà cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh. Quả nhiên mình không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù tim đang đập loạn, chỉ có thể tin tưởng vào tên điên này thôi. Dương Tiểu Hoa khẽ nắm chặt tay, ở trong lòng càng kiên định với lựa chọn hồi nãy của bản thân, đặt cược tính mạng vào việc làm mồi nhử. Khẽ nhìn về phía Dương Gian, hắn ta cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là quá lạnh lùng, giống như là cái chết của người vừa rồi không gây ra bất cứ dao động gì cho hắn ta hết. Đối với hắn ta mà nói, giống như là những người vừa chết kia không phải là người, mà chỉ là một đám kiến vậy. Chết rồi sao? Xem ra tên này khá là xui xẻo đây. Như vậy đối tượng được lựa chọn kế tiếp sẽ là ai? Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó mở miệng nói. Thanh âm của hắn ta giống như là lệ quỷ đang phát tán nguyền rủa, khiến cho tinh thần của những người còn lại phải căng thẳng đến tột độ. Trong thời điểm như hiện tại, hắn còn tâm trạng để nói ra những lời này hay sao? Ở trong góc tường, Thái Ngọc nhìn chằm chằm vào Dương Gian, giống như là hắn ta muốn nhìn thử một chút mánh khóe. Nhưng mà tiếc rằng trong số những người mà hắn ta từng tiếp xúc qua, không có một ai giống Dương Gian cả. Hắn là một tồn tại độc nhất vô nhị. Thời gian tiếp tục trôi qua từng giây từng phút. Sau khi giết người, có vẻ như con quỷ kia rơi vào tình trạng nghỉ ngơi ở trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Giờ như đây sẽ là quãng thời gian để nó xác định mục tiêu tập kích tiếp theo. Những người sống sót đang chờ đợi quãng thời gian đó kết thúc, mà nghênh đón người kế tiếp tử vong. Đầu mỗi người đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Đó chính là áp lực tử vong. Bất chợt, đội trưởng, quỷ lại tới. Thanh âm Lý Dương phá vỡ bầu không khí trầm lắng và tĩnh mịch đến đáng sợ này. Mặc dù biểu hiện của Lý Dương không có nổi bật, nhưng mà những người khác đều nhìn ra được, giống như là hắn ta có thể phán đoán được vị trí xuất hiện của quỷ. Mục tiêu lần này chính là... Lý Dương đưa mắt về phía Dương Tiểu Hoa. Không, hắn ta không nhìn người phụ nữ này, mà là căn phòng phía sau lưng của cô. Xem ra vận khí của mấy người còn chưa quá tệ. Kế hoạch ôm cây đợi thỏ đã phát huy tác dụng rồi. Khóe miệng Dương Gian để lộ ra một nụ cười băng lãnh, sau đó đi đến phía trước của cánh cửa gỗ cũ kỹ kia. Dương Tiểu Hoa đứng giữa Dương Gian và cánh cửa. Ánh mắt của cô ta trợn ngược, đồng tử co vào. Cô ta có thể cảm nhận được quỷ đang ở trong căn phòng phía sau lưng. Khoảng cách giữa nó và cô chỉ là một cánh cửa gỗ. Cái loại cảm giác này dường như là khá chính xác. Một giây sau, cánh cửa phòng ở phía sau lưng từ từ mở. Dương Tiểu Hoa có thể cảm giác được mỗi một khí tức âm lãnh tỏa ra từ phía sau và phả vào ót của cô ta. Bởi vì đầu đang đổ đầy mồ hôi, nên luồng khí lạnh này càng trở nên rõ ràng hơn, dường như là nó muốn đông cứng thân thể của cô ta vậy. Nhưng cô ta lại không dám có hành động lỗ mãng, bởi vì một khi bản thân cô ta nhịn không nổi mà bỏ trốn, vậy cô ta chẳng những là bị quỷ truy sát mà còn gặp phải sự trả thù từ Dương Gian. Kế hoạch này là do Dương Gian đưa ra, nên hắn sẽ không có cho phép sơ xuất hiện ra chỗ của cô. Giam giữ lệ quỷ sao? Người này thực sự làm được điều đó sao? Dương Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào Dương Gian, giống như là muốn khắc sâu cử động quán tặc. Nhưng mà lúc này Dương Gian lại đứng yên bất động, không hề nhúc nhích, không hành động. Lúc này Dương Tiểu Hoa không khỏi cảm thấy có chút kinh hoàng, trong lòng có chút cảm giác bất lực. Nhưng ngay sau đó, cửa đã bị mở ra hoàn toàn. Những người khác đều có thể dùng mắt thường và nhìn thấy vẻ tối tăm ở bên trong căn phòng. Đột nhiên, một lực hút cực lớn xuất hiện. Cỗ lực hút được bao trùm bởi lực lượng linh dị của quỷ, nhanh chóng bao phủ thân thể của Dương Tiểu Hoa, khiến cho thân thể cô ta run lên bần bật, rồi bay ngược về sau. Không hề nghi ngờ, quỷ đã từng ở cửa phòng và tập kích cô ta. Cứu ta với! Dương Đầu Hoa đưa tay vùng vẫy trong không trung. Cô ta hoảng sợ nhìn về phía Dương Gian. Động thủ, Lý Dương, đuổi theo nó. Ngay vào lúc này, Dương Gian đã bắt đầu hành động. Hắn dùng một tốc độ siêu việt người bình thường để xông vào trong căn phòng. Ở giữa không trung,
Hắn nhanh chóng túm lấy được tay của Dương Tiểu Hoa. Sau đó thì cả người cũng bị lực hút cực lớn kia kéo sâu vào trong căn phòng. Nếu Dương Tiểu Hoa đã là mồi nhử, thì như vậy thông qua miếng mồi này, đương nhiên hắn sẽ tìm ra được ngọn nguồn. Còn cỗ lực lượng tập kích của cô ta chính là một đoạn dây câu vô hình. Nó mang Dương Tiểu Hoa đi, nhưng mà đồng thời nó cũng mang Dương Gian đến nơi mà hắn ta cần đến. Ở trong bóng tối, hai con mắt của Dương Gian tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh với ý đồ đã tìm kiếm ngọn nguồn của chuyện linh dị. Chỗ đó chính là phòng vệ sinh. Lúc này cửa nhà cầu đã mở. Một cỗ nữ thi mặc quần áo hư thối với làn da trắng bệch, nhưng mà trên người lại xuất hiện rất nhiều thi ban màu xanh đen đang nằm rạp trên mặt đất. Giờ phút này cỗ thi thể kia khẽ ngẩng đầu, lộ hai con mắt trống rỗng và chết lặng. Quỷ dị, tà quái. Vì sao trong nhà vệ sinh lại có một cỗ thi thể của phụ nữ? Không, nó là lệ quỷ sao? Không biết vì cái gì mà trong đầu Dương Gian đột nhiên toát dậy nghĩ đó, nhưng sau đó đã nhanh chóng loại bỏ nó đi. Cút qua một bên, hắn nắm lấy Dương Tiểu Hoa, sau đó dùng sức hất qua một bên. Nhờ được hất của Dương Gian, Dương Tiểu Hoa đã tránh thoát khỏi cái sự trói buộc của lực lượng linh dị. Thân thể bay ra ngoài, rơi trúng vào chiếc sofa. Mặc dù cú ngã này khiến cho đầu óc cô ta có chút thoáng váng, nhưng mà thân thể cũng không thể chịu chút thương tổn nào. Cô ta chỉ cảm thấy cánh tay của bản thân thiếu chút nữa đã bị bàn tay băng lãnh cắt đứt. Một giây sau, Dương Gian xông thẳng vào trong nhà vệ sinh, chạm mặt trực diện với con quỷ. Lý Dương bám sát phía sau, nhanh chóng đưa tay đụng vào cửa nhà vệ sinh. Rầm một tiếng, lại một tiếng đóng cửa vang lên. Một lần nữa Lý Dương lại sử dụng năng lực của quỷ chặn cửa để giam giữ Dương Gian và con quỷ kia vào cùng một chỗ. Đây là kế hoạch của bọn họ, chứ không phải là hành động tùy tiện của hắn ta. Mục đích việc này chính là nhốt lệ quỷ, không cho nó lập tức bỏ chạy, tranh thủ thời gian để Dương Gian áp chế nó. Sao hắn lại làm như vậy? Dương Tiểu Hoa vội vàng đứng dậy, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng vẫn đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Ở trong không gian tối tăm, cô ta chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng mơ hồ. Nhưng chuyện vừa rồi lại khiến cho cô ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Người tên là Dương Gian kia đã đẩy cô ta ra và xông vào trong chỗ con quỷ. Hay nói một cách khác, vừa rồi Dương Gian đã thực sự cứu cô. Dương Tiểu Hoa mím môi, trong lòng có chút phức tạp. Thực ra cô cũng là không cho rằng Dương Gian sẽ cứu cô, mà chỉ là lợi dụng cô ta để đạt được một loại mục đích nào đó. Đồng thời việc mà cô ta làm cũng hoàn toàn là đánh cược, nhưng không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cô. Rầm một tiếng, ở trên cửa nhà vệ sinh liên tục phát ra tiếng va đập, giống như là có thứ gì đó khủng bố muốn tránh thoát khỏi trói buộc và chạy ra ngoài. Lý Dương la lớn đầy lo lắng. Đội trưởng, anh không sao chứ? Hắn ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Dương Gian bị ngòm ở bên trong. Nếu như vậy, toàn bộ bưu điện quỷ sẽ thực sự trở thành một vùng đất chết. Mở cửa. Ở bên trong truyền ra tiếng gầm của Dương Gian. Lý Dương hơi giật mình, sau đó nhanh chóng rời xa cánh cửa. Năng lực của quỷ chặn cửa đã bị mất đi hiệu lực. Sau đó, từ trong nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu đỏ tươi. Ánh sáng này ngưng tụ đến gần như là thực thể. Ngay khi cửa nhà vệ sinh được mở, luồng sáng này trực tiếp chiếu ra ngoài, trúng vào người của Lý Dương. Lý Dương có thể cảm giác được thân thể quán đang bị một cỗ khí tức vừa quỷ dị vừa âm lãnh ăn mòn. Giống như là luồng ánh sáng màu đỏ kia đã đưa thứ gì đó vào trong người quán ta vậy. Nhưng cái loại dị thường này chỉ tiếp diễn trong một đoạn thời gian rất ngắn, thậm chí nó còn không đến 3 giây. Sau đó ánh sáng màu đỏ đã nhanh chóng tan biến. Nhà vệ sinh một lần nữa bị bóng tối bao phủ, mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Nhưng ngay sau đó, mắt Lý Dương khẽ trợn ngược. Một cỗ đau đớn kịch liệt khiến cho hắn ta không thể nào không kêu la thảm thiết. Dưới làn da của hắn ta có một thứ gì đó hình người đang liên tục ngọ nguậy, giống như là muốn xé toang thân thể của hắn ta vậy. Vừa rồi quỷ đã bị Dương Gian dùng luồng ánh sáng màu đỏ kia đưa vào trong thân thể của Lý Dương. Hiện tại nó đang dãy giụa với ý đồ giết chết Lý Dương và thoát khỏi khống chế. Cấp bậc của con quỷ này không hề thấp,
nên không phải là loại quỷ có thể khống chế một cách tùy tiện. Sẽ khá khó khăn nếu muốn khống chế con quỷ này. Dùng năng lực của quỷ chặn cửa để ngăn chặn con quỷ này ở trong thân thể của cậu. Cậu phải tự tạo nên sự cân bằng cho riêng mình và phải làm nhanh lên. Nếu không, một khi sự cân bằng trong cơ thể bị mất hiệu lực, cậu chết chắc đấy. Từ trong nhà vệ sinh truyền ra giọng nói của Dương Gian. Ở trong bóng tối, hai con mắt của anh ta đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi quỷ dị. Kế đón vịn vào vách tường và từ từ đi ra ngoài. Vừa đi vừa thở hồng hộc. Vừa rồi lại sử dụng tầng 5 quỷ vực một lần nữa, khá là miễn cưỡng. Nhưng mà may là không có xảy ra chuyện. Bởi vì bản thân bưu điện quỷ cũng có quỷ vực, nên cũng áp chế ở một mức độ nhất định đối với mắt quỷ. Vì vậy dù anh ta đã mạnh mẽ sử dụng mắt quỷ một lần, nhưng mà nó vẫn chưa đến mức khôi phục. May là anh ta đã thành công. Nếu không, kế hoạch quán chắc chắn sẽ bị thất bại. Đến lúc đó hắn không thể không dùng vật phẩm linh dị để mà giữ mạng. Từng tiếng la hét tê tâm liệt phế đầy thống khổ truyền ra từ trong một căn phòng tầng 2 của bưu điện quỷ. Lý Dương nằm vật trên đất, lăn qua lăn lại. Lúc này lệ quỷ đã xâm nhập vào trong thân thể của hắn ta, đồng thời nó đang cố gắng tránh thoát khỏi trói buộc và giết chết hắn ta. Cái loại cảm giác đau đớn như vậy không một người bình thường nào có thể chịu đựng được, bởi vì nó vừa tra tấn cả thể xác lẫn cả tinh thần. Có thể nhìn thấy rõ da thịt trên lồng ngực của Dương Gian lồi lên một hình khuôn mặt người. Ngoài ra còn có dấu vết hoạt động của chân, của tay chân quỷ. Cấp bậc khủng bố quỷ đã vượt qua phạm chủ khống chế, miễn cưỡng khống chế, khả năng lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Lúc này từ trong miệng, mũi, lỗ tai của Lý Dương tràn ra máu tươi, thân thể như là muốn nghiền nát, đau đớn tột cùng khiến cho anh ta không thể không kêu lên. Không, không được, tôi không thể làm được. Không cách nào để áp chế con quỷ này, hình như đã bị thiếu thứ môi giới nào đó. Dương Tiểu Hoa bên cạnh cũng khá là kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Mặc dù cô ta không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể thấy rõ được vừa nãy Dương Gian đã dùng cách gì để mà đưa con quỷ vào người của Lý Dương nhằm khống chế nó. Hiện tại khống chế đã bị thất bại. Quỷ đang giết chết Lý Dương, đồng thời là muốn thoát khỏi thân thể quán ta. Thiếu thứ môi giới sao? Thiếu cửa phải không? Ánh mắt Lý Dương, ánh mắt Dương Gian lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hắn nhanh chân xông đến, trực tiếp đưa tay túm lấy Lý Dương và nhấn hắn ta nằm yên ở trên mặt đất. Đến, giúp tôi giữ cậu ta lại. Dương Gian dùng một loại giọng điệu giống như là mệnh lệnh phân phó cho Dương Tiểu Hoa. Dương Tiểu hơi do dự một chút. Dương Gian tiếp tục nói, nếu cậu ta chết, lầu 2 sẽ có 2 con quỷ, đến lúc đó mấy người chết sạch đấy. Đến lúc này thì Dương Tiểu Hoa mới cắn chặt răng, chạy đến ấn chặt người của Lý Dương xuống mặt đất. Nhưng ngay sau đó, cô ta khẽ giật mình, bởi vì cô ta chứng kiến một hình dạng khá là đáng sợ đang nhúc nhích ở trên người của Lý Dương. Quỷ sao? Trong lòng Dương Tiểu Hoa khẽ run. Nhưng mà lúc này cô ta đã không còn lựa chọn nữa. Ở trong loại tình cảnh như hiện tại, cô ta biết nếu bản thân lùi về phía sau thì chắc chắn là chết. Dương Gian dùng bàn tay màu xanh đen nhấn trước ngực Lý Dương. Bàn tay băng lãnh kia hình thành, thành công áp chế con quỷ trong người của Lý Dương tiếp tục thoát ra. Mặc dù con quỷ vẫn còn đang dễ dụa, nhưng không còn kịch liệt nữa, có thể miễn cưỡng bảo vệ cho Lý Dương tránh khỏi kết cục bị xé nát thân thể. Cánh tay còn lại của Dương Gian nhanh chóng xốc áo lên, khiến cho lồng ngực của Lý Dương lộ ra ngoài. Trên làn da thịt âm lãnh xuất hiện từng cục máu ứ đọng, giống như da thịt của người chết vậy. Vật môi giới chính là cửa, nhưng mà trên người cậu không có cửa. Nếu như đã vậy, tôi sẽ vẽ cho cậu một cánh cửa ở trên thân thể. Trong tay Dương Gian xuất hiện một cây đinh loang lổ. Vết gì? Đó chính là đinh đóng quan tài, chính là thứ mà anh lấy được từ Phúc Thọ Viên của thành phố Đại Hải. Sau đó luôn mang theo nó ở trên người, nhằm phòng ngừa một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra. Với loại trạng thái như hiện tại của anh, thứ cấp cho anh dũng khí để đi vào được trong bưu điện quỷ chính là những món đồ đinh dị này. Nhưng hiện tại hắn cũng không có ý định đóng đinh vào con lệ quỷ kia, mà coi nó giống như là một con dao giải phẫu vậy, trực tiếp đâm nó vào da của Lý Dương,
sau đó mở ra một lỗ hổng đầy máu me. Lúc này lồng ngực của Lý Dương đã bị hắn coi như một bức tranh sơn dầu. Đình đóng quan tài trong tay của Lý Dương xé rách da thịt, khiến cho máu me chảy linh đáng, giống như đang vẽ bậy vậy. Mặc dù bức hình khá là thô ráp, nhưng mà nó đã có đầy đủ hình dạng của một cánh cửa. Ngay cả chút cửa cũng được hắn vẽ thêm vào, lấy thân thể của hắn ta làm môi giới để nhốt con quỷ vào bên trong. Đây chính là việc mà Dương Gian có thể làm được cho Lý Dương. Nhưng mà liệu có việc đó có tác dụng hay không đây? Chỉ là một cánh cửa được vẽ ra, liệu có đủ để cho con quỷ chặn cửa phát huy ra quy luật giết người của nó không? Nghe qua thì thấy điều này giống như là một trò đùa, thậm chí còn có cảm giác khá là buồn cười. Nhưng mà thực tế mọi thứ cũng hoang đường như vậy. Quy luật của quỷ đã chặn cửa được phát động. Quy luật của quỷ chặn cửa đã được phát động. Cánh cửa được vẽ ra cũng là có thể trở thành vật môi giới. Một giây sau, con quỷ đang dãy giụa trong thân thể Lý Dương nhanh chóng chìm xuống, giống như là gợn sóng trên mặt nước vậy. Dù có liên xuyên, dù có thường xuyên, nhưng mà cũng không thể là xé nát thân thể của Lý Dương được. Quỷ chặn cửa đã thành công nhốt con quỷ ở trong thân thể của Lý Dương. Dẫu quỷ và quỷ đã nhanh chóng hình thành một loại cân bằng mới. Lý Dương không còn kêu la nữa, sự đau đớn cũng đã giảm bớt, đồng thời thương thế trên người anh ta cũng không hề chuyển biến theo chiều hướng xấu. Thành công. Đến giờ phút này Dương Tiểu Hoa trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ chấn kinh, nói không nên lời. Người tên là Dương Gian này lại thực sự nhốt được con quỷ vào trong thân thể của người khác, đồng thời còn thành công khống chế. Đây chính là cái gọi là giam giữ và khống chế hay sao? Cảm thấy thế nào? Dương Gian buông tay, vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng hỏi. Đồng thời tay hắn khẽ nắm chặt chiếc đinh đóng quan tài. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ lập tức đóng đinh Lý Dương lại. Xác suất thành công của việc khống chế lệ quỷ thứ hai cũng không phải là 100%. Mặc dù theo lý luận sẽ như vậy, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Tốt. Tôi có thể cảm giác được con quỷ trong thân thể tôi đang chìm xuống, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Mặt mũi Lý Dương đầy máu me, mặc dù bộ dáng khá là thê thảm, thế nhưng mà giọng điệu lại tự tin và tự tại. Dương Gian cũng thở phào một hơi. Điều này chứng tỏ trạng thái của cậu rất tốt. Giữa quỷ và quỷ hình thành nên một mối cân bằng nào đó, không có tiếp tục ăn mòn thân thể của cậu nữa. Lý Dương khẽ ngồi xuống, sự đau đớn xé rách da thịt hồi nãy vẫn còn dư lại đến giờ, khiến cho hắn ta phải hít một ngụm khí lạnh. Thật là đau muốn chết mà. Tôi cứ tưởng là bản thân sẽ chết rồi chứ. Đây chính là cảm giác khi bị lệ quỷ khôi phục sao? Đời này tôi thực sự là không muốn trải qua cái cảm giác này thêm một lần nữa. Đội trưởng, lần này cảm ơn anh. Nếu chỉ có một mình tôi chắc chắn là tôi không thể làm được. Dương Gian bình tĩnh nói. Không cần khách khí. Tôi chỉ tiện thể giam giữ con quỷ trong này mà thôi, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên Lý Dương hiểu rõ, cái loại khống chế như vậy cũng chỉ là những nhân vật cấp độ đội trưởng như là Dương Gian mới có thể làm được. Nhét một con quỷ vào trong thân thể của một người sống thì cũng không phải là cứng rắn nhét vào trong, mà là dùng quỷ vực xâm lấn đưa vào bên trong không gian linh dị. Nhưng không gian linh dị đó vẫn là nằm trong thân thể của đối tượng. Sau đó con quỷ kia sẽ dần dần thẩm thấu vào thực tế và trong thân thể. Như vậy đối tượng kia sẽ không bị mất mạng ngay lập tức. Nhưng mà có một điều hắn ta không ngờ đến chính là tốc độ ăn mòn của thân thể con quỷ này quá nhanh. Mặc dù cấp độ của nó không cao, nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Cho nên con quỷ ở tầng 2 đã bị anh xử lý rồi. Dương Tiểu Hoa vẫn còn đang thất thần. Cô ta nhìn thấy Dương Gian vẫy mắt khó có thể tin. Người này vậy mà có thể xử lý sạch một con lệ quỷ khủng bố chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, chừng 1-2 phút nữa. Phải biết vừa rồi con quỷ này đã thiếu chút nữa giết sạch toàn bộ mọi người. Dương Gian híp mắt nói. Tôi không xử lý được con quỷ kia, mà là đang giúp cậu ta không chết lệ quỷ. Quỷ sẽ không thể bị giết chết, cho nên một khi con quỷ ở trong thân thể Lý Dương lần nữa mất cân bằng, nó sẽ lại xé nát thân thể của cậu ta và chạy ra ngoài. Nhưng đây chính là phương pháp để người bình thường đánh cắp được lực lượng linh dị, cũng là điểm mấu chốt trong cuộc chống, cuộc đối kháng với lệ quỷ. Nói như vậy, từ đầu trong cơ thể cậu ta đã có một con quỷ. Dương Tiểu Hoa hoảng sợ lùi ra sau mấy bước.
quỷ đang sống trong thân thể người. Như vậy vẫn còn là người sao? Dương Gian khẽ mỉm cười nhìn cô ta một cái nói: mức độ khó khăn để trở thành ngự quỷ nhân là cực kỳ lớn. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng bất cứ ai cũng có tiềm lực để trở thành một vị ngự quỷ nhân sao? Đây chính là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Nhớ cho kỹ cảnh tượng vừa rồi đi. Nói không chừng sau này bản thân cô cũng sẽ nghĩ mọi cách để trở thành ngự quỷ nhân đấy. Dù sao sau khi trở thành người đưa thư, cô cũng không còn đường lùi nữa. Chỉ phải là tiến về phía trước. Mà muốn sống sót trong con đường này, với cái trạng thái hiện tại của cô thì chắc chắn không được đâu. Chỉ khi nào trở thành ngự quỷ nhân, khống chế một con quỷ, cô mới có đủ vốn liếng để đối kháng với nó. Mà thôi, nói với cô nhiều như vậy cũng chả có tác dụng gì. Không chừng mấy bữa nữa cô lại chết ngay ấy mà. Dương Gian không muốn nhiều lời nữa, hắn thu hồi lại đinh đóng quan tài, kéo Lý Dương đứng dậy. Mấy vết thương trên người cậu thì chờ đến khi trở về hắn nhờ hoàng tử Nhã xử lý giúp. Còn hiện tại đi ra ngoài quan sát với tôi. Chúng ta đã xử lý xong hậu quả do xé nát bức thư màu đỏ đậm. Theo nhiều quy củ của bưu điện quỷ, chúng ta hẳn sẽ được lên lầu. Lầu 3 sao? Lý Dương khẽ run rẩy vì đau đớn. Hy vọng tôi có thể chịu đựng được. Yên tâm, cậu không dễ chết đâu. Dù gì đi nữa thì hiện tại cậu cũng đã là một vị ngự quỷ nhân khống chế hai con đệ quỷ. Nếu còn phối hợp thêm một chốt cửa, nó không chừng cậu có thể trực tiếp đưa quỷ vào trong cánh cửa kia đấy. Dần dần nhìn xem cánh cửa đẫm máu trên người Lý Dương. Một cánh cửa được khắc ở trên da thịt con người. Nếu có thể mở ra, vậy quỷ chặn cửa phối hợp thêm một con quỷ vừa nãy, có thể nói là Lý Dương hoàn toàn có thể giam giữ lệ quỷ, đồng thời thông qua chốt cửa gỗ kia để đưa nó đi chỗ khác. Có thể được chứ? Lý Dương tỏ ra kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Gia nói: sao lại không được? Có cơ hội cậu hẳn nên thử nghiệm một chút. Lý Dương trầm mặc, chìm vào suy tư. Hắn ta nhìn chiếc chốt cửa cũ kỹ trong tay. Nếu đặt nó ở trên thân thể, nó có thể mở cánh cửa do Dương Gian vẽ ra được hay không đây? Đang trốn trong góc tường, Thái Ngọc lớn tiếng nói: đi ra rồi, bọn họ còn chưa chết. Trong giọng nói của anh ta để lộ ra vẻ chấn kinh. Vừa rồi những người còn lại đều đã nhìn rất rõ. Dương Gian và Dương Tiểu Hoa bị quỷ bắt vào trong căn phòng. Sau đó Lý Dương cũng đã đi vào theo. Sau đó trong phòng truyền ra tiếng kêu rên khủng bố cùng với ánh sáng quỷ dị màu đỏ. Vốn bọn họ cứ nghĩ đám người Dương Gian đã chết, không ngờ bọn họ đã có thể an toàn trở ra. Dương Tiểu Hoa đâu? Cô ấy thế nào rồi? Chết rồi à? Người đưa thư tên là Lưu Minh Tân quanh quẩn trong hành lang, tỏ ra kinh nghi bất định, như là muốn xác định điều gì đó. Tôi rất khỏe, không sao hết. Lệ quỷ đã bị xử lý, mấy người có thể yên tâm được, đằng này sẽ không bị lệ quỷ tập kích nữa. Dương Tiểu Hoa cũng đi ra. Nãy giờ ngoại trừ việc cô ta bị té ở trên chiếc ghế khi bị Dương Gian hất ra ngoài, thì cả người không hề nhận bất cứ thương tổn nào nữa. Mặc dù đã trải qua cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Lưu Minh Tân lập tức hỏi: đã xử lý được lệ quỷ rồi sao? Dương Tiểu Hoa, bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tiểu Hoa nói: cụ thể mọi chuyện tôi cũng không biết nên nói thế nào, nhưng mà nếu cậu muốn tìm hiểu thì có thể hỏi Dương Gian. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, con quỷ khủng bố vừa rồi nằm trong thân thể của người này này. Nói đến đây cô ta đưa mắt chỉ Lý Dương. Cái gì? Lưu Minh Tân sửng sốt, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Lý Dương đang dính đầy máu mề. Quỷ được nhốt trong thân thể người này, chuyện này là thật hay là giả? Nếu là thật, vì sao người này cũng có thể sống sót? Tại sao hắn ta không bị lệ quỷ giết chết? Là một người bình thường, hắn ta chưa từng tiến vào trong giới linh dị, nên không biết sự tồn tại của ngự quỷ nhân. Dù thi thoảng có nghe người khác nhắc đến ba chữ ngự quỷ nhân, hắn ta cũng không biết được ý nghĩa thực sự của ba chữ đó. Vì thế hắn ta đương nhiên sẽ tỏ ra ngờ vực. Xem ra người đưa thư tầm này chỉ có mấy người các cậu là còn sống. Dương Gian đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, trừ bỏ hắn và Lý Dương ra thì trong này chỉ còn lại bốn người: Vương Thiện, Thái Ngọc, Lưu Minh Tân, Dương Tiểu Hoa.
trong đó Vương Thiện là người đưa thư tầng 1, còn lại ba người kia là người đưa thư cũ của tầng 2. Còn những người khác đều không phải bị Dương Gian giết thì cũng bị Lệ Quỷ giết. Ánh mắt Dương Gian dừng lại trên người của Vương Thiện. Vương Thiện, vận may của cậu dường như là không tệ, hy vọng cậu sẽ luôn may mắn như vậy. Vương Thiện không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết cười gượng một tiếng. Hiện tại hắn ta khá là tuyệt vọng, bởi vì hắn ta đã biết rõ ý đồ của Dương Gian. Mục đích của Dương Gian là dùng tốc độ nhanh nhất để lên đầu, còn những người khác có thể theo được là tốt nhất, còn không thể theo kịp thì kết cục sẽ là chết ở đây. Nhưng đúng lúc này, ở một chỗ hành lang đột nhiên xuất hiện sương mù màu đen. Chúng dần lan tràn ra xung quanh, giống như là sắp sửa bao phủ hết toàn bộ tầng 2 vậy. Nhưng mà sau khi khuấy động trong một chốc, thì lớp sương mù kia nhanh chóng tan đi. Một đoạn cầu thang gỗ xuất hiện, sau đó kéo dài đến tận hành lang. Vách hành lang cũng lập tức xuất hiện một vết rách, đã thông con đường giữa hành lang và cầu thang gỗ. Cầu thang xuất hiện. Quả nhiên một khi xuất hiện, hoàn thành nhiệm vụ bức thư màu đỏ, tất cả người đưa thư trong tầng đều có thể lên lầu. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì mọi thứ đều nằm trong kế hoạch quán. Cầu thang lên tầng 3. Trong lòng của những người khác đều run rẩy, không biết nên vui hay là nên hoảng sợ nữa. Người bất an nhất trong đám người có lẽ là Vương Thiện. Phải biết trước đó hắn ta chỉ là một người đưa thư tầng 1, nhưng mà hiện tại leo lên đến tận tầng 3. Như vậy chẳng khác gì hắn ta đang bỏ qua căn cơ, dục tốc bất đạt, không có sự tôi luyện qua từng lần đưa thư. Khi leo lên tầng trên và đưa thư, hắn ta chắc chắn sẽ phải chết vì thiếu kinh nghiệm. Vương Thiện có cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng hắn ta biết bản thân không có lựa chọn nào khác. Lên lầu thôi. Dương Gian quan sát một lát nhưng mà không phát hiện ra vấn đề, liền vội vàng lên đường. Trong tầng 2 của bưu điện quỷ, cầu thang cũ kỹ bằng gỗ lại xuất hiện lần nữa. Lần này nó được bao phủ trong lớp sương mù màu đen, không lộ rõ diện mạo. Nhưng mà đám người có thể đoán ra được, cầu thang này kéo dài lên trên, kết nối với một chỗ nào đó. Dương Gian bước khỏi hành lang không chút do dự. Từng bước chân quán dẫm vào cầu thang gỗ phát ra từng tiếng kẹo kẹt. Lý Dương cũng bám sát sau lưng. Mặc dù trên người hắn dính vết thương chằng chịt, nhưng vì là ngự quỷ nhân không chế hai con quỷ, nên hắn khá là tự tin. Với lại lần này còn có Dương Gian dẫn đội, hắn ta không hề lo lắng bản thân sẽ rơi vào trong đường cùng. Bốn người Dương Tiểu Hoa, Lưu Minh Tân, Thái Ngọc, Vương Thiện hơi tỏ ra chút chần chừ, nhưng mà cuối cùng vẫn đuổi theo phía sau. Bởi vì toàn bộ những chỗ khác ở trên tầng 2 đang dần dần bị bóng tối xâm lấn, phòng ở đang dần tan biến, toàn bộ tầng 2 đang dần bị xóa mất. Tầng 2 đang bài xích bọn họ. Lúc này cầu thang lên tầng 3 đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là bọn họ không có lựa chọn nữa. Cầu thang leo lên tầng 3 còn dài hơn nhiều so với thực tế. Dựa theo tốc độ, độ cao bình thường của một cầu thang, tầng 2 và tầng 3 chỉ cách nhau có một vài mét. Nhưng mà thực tế, chiều dài của cái cầu thang gỗ đã vượt quá 20 mét. Từ trên xuống dưới, cầu thang bị một lớp sương mù màu đen bao phủ, không thể nhìn thấy điểm cuối, cũng chẳng thể nhìn thấy phía sau lưng. Càng đi dọc theo cầu thang về phía trước, cảnh tượng của tầng 2 của phía sau lưng càng ngày càng nhanh chóng biến mất. Tiếp đó là cảnh tượng của tầng 3 chậm rãi xuất hiện. Bộ dáng của nó chẳng khác gì so với tầng 2 cả, cũng là hành lang dài. Điểm khác biệt duy nhất chính là ở trung tâm của tầng 3 có một bãi đất trống, ở trong đó có đặt một vài món đồ, nhìn qua có chút giống với cảnh tượng của tầng 1. Số lượng phòng ở đây cũng không có thay đổi. 7 căn. 31, 32, 33. Dương Gian nhìn con số trên những thẻ phòng. Không sai, chỗ này chính là tầng 3 của bưu điện quỷ. Tuy nhiên có vẻ như hôm nay bưu điện quỷ tầng 3 không có một ai. Vẻ mặt Dương Gian hơi động. Xem ra hôm nay không phải là kỳ hạn đưa thư, cho nên người đưa thư không ở trong bưu điện quỷ. Lúc này Thái Ngọc bước vào. Hắn ta khẽ quan sát xung quanh, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi nghe nói 3 tháng người đưa thư tầng 3 mới phải đi đưa thư một lần.
Thời gian giãn cách đã rất dài, cho nên người đưa thư tầng 3 có dư giả thời gian để duy trì cuộc sống bình thường. Vương Thiện hỏi, vậy người đưa thư tầng 4 thì sao? Thái Ngọc nói, chắc hẳn là nửa năm mới phải đưa một thư, còn người đưa thư tầng 5 khả năng là một năm một lần. Tuy nhiên trong đó hắn vẫn là còn một số biến hóa nào đó mà tôi không biết. Những gì tôi biết chỉ là do những người đưa thư tầng 2 cũ nói, chứ chưa thực xác nhận. Hắn ta và người đưa thư tầng 3 có tồn tại một số liên hệ. Dù sao hắn ta cũng đã được đưa hai bức thư dưới tầng 2 rồi, nên khiến ta vừa leo lên tầng 2, đương nhiên người mới và quen biết với một ít người cũ. Dương Gian trầm ngâm. Không có người đưa thư, cũng không có ai khác. Xem ra trong thời gian ngắn, việc lên tầng 4 dường như có chút khó. Lý Dương đề nghị. Đội trưởng, trong vòng một ngày chúng ta lên được một tầng đã là nhanh rồi. Nếu còn tiếp tục leo nữa, có lẽ chúng ta sẽ phải trả một cái giá cực lớn đấy. Chỉ hoãn một chút có lẽ tốt hơn. Dương Gian nói. Không, tôi không có dư thời gian mà trì hoãn. Nếu cứ 3 tháng chúng ta mới đưa thư một lần, như vậy phải đến 9 tháng chúng ta mới leo lên được trên tầng 4. Dù hiện tại cậu đã khống chế hai con quỷ, nhưng mà chỉ sợ cậu sẽ không thể nào chống đỡ đến lúc đó đâu. Lý Dương có chút sững sờ. Đến lúc này hắn ta mới nhớ ra bản thân là ngự quỷ nhân, tuổi thọ không có dài. Cho dù hắn ta sống như một người bình thường, không hề sử dụng đến lực lượng lệ quỷ, thì kết quả vẫn là chết vì lệ quỷ khôi phục. Bọn họ đúng là không thể chịu đựng nổi cái dạng tiêu hao như vậy ở trong một thời gian dài được. Dương Gia nói. Nếu có người đưa thư khác ở đây, chúng ta sẽ đoạt nhiệm vụ của bọn họ. Vương Thiện nhắc nhở. Dù cho anh có gặp được người như vậy, tối thiểu anh cũng phải xé nát 3 bức thư liên tiếp thì mới lên được tầng 4. Còn theo tôi, những bức thư màu đỏ đậm chỉ xuất hiện ở trong một số trường hợp đặc biệt thôi, chứ không phải lần nào cũng có. Dương Tiểu Hoa cũng góp lời. Bức thư màu đỏ đại diện cho sự nguy hiểm, cần toàn bộ người đưa thư trong cùng một tầng để hoàn thành. Mà mức độ nguy hiểm của bức thư màu đỏ tầng 1 là thấp nhất, sau đó đến tầng 2, tầng 3. Nếu lên trên này mà còn xé nát thư thì nguy hiểm không còn là một cộng một đơn giản như vậy nữa đâu. Ngoài ra cậu đã xé nát thư, nếu lại xé thêm bức thư nữa, mức độ nguy hiểm là gia tăng. Trước kia từng có người phân tích qua, nếu mức độ nguy hiểm khi xé nát bức thư thứ nhất là 1, như vậy bức thư thứ hai sẽ là 2, thứ ba là 4, còn thứ tư là 16 đấy. Tối đa một người đưa thư cũng chỉ xé nát được 3 bức thư mà thôi. Cô ta sợ Dương Gian sẽ làm loạn, nhận thư và lại xé nát như là lần trước, rồi nhanh chóng leo lên tầng 4. Dương Gian lạnh lùng nói, bất kể mức độ nguy hiểm của chuyện này là gì, chỉ cần gặp phải thư màu đỏ, tôi sẽ xé nát không do dự. Mấy người căn bản không thể nào tưởng tượng được sức ảnh hưởng mà một bức thư màu đỏ đậm sẽ mang đến cho thế giới bên ngoài đâu. Chỉ chết mấy người ở đây mà có thể xóa bỏ chuyện linh dị liên quan đến an nguy của một thành thị là một chuyện cực kỳ có lợi. Cậu... Dương Tiểu Hoa muốn phản bác, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Từ một loại lương tri nào đó nói cho cô, cách làm này của Dương Gian không giống như là không sai. Mặc dù đối với đám người bọn họ mà nói, chuyện này là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng mà đó lại là cách làm chính xác nhất cho những người ở thế giới bên ngoài kia. Dương Tiểu Hoa nói, vậy tiếp theo cậu định làm gì đây? Hiện tại đã lên tầng 3 rồi, mọi thứ đều là diễn ra đúng như kế hoạch của cậu. Dương Gia nói, mấy người có vẻ khá ưa thích nói nhảm nhỉ? Quan tâm đến hành động của tôi như vậy sao? Đáng tiếc, việc mà tôi muốn làm mấy người vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Nhưng tôi cho rằng mấy người đều là người đưa thư tầng 1 và tầng 2, ở một mức độ nào đó vẫn có thể tin, cho nên tôi cần mấy người đợi cùng một chỗ với tôi. Vì cái gì? Lưu Minh Tân tỏ vẻ sợ hãi. Vì sao chúng tôi phải đợi cùng một chỗ với cậu? Dương Gian thản nhiên nói, bởi vì tôi cần xác định rõ tình hình trên tầng 3. Nhưng mà nếu mấy người làm loạn thì tôi sẽ rất đau đầu. Được rồi, đừng có phí lời, hiện tại tìm một căn phòng để nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở lại đây thêm mấy ngày, thử xem có gặp được người đưa thư nào không. Lý Dương cảm nhận một chút rồi nói, đội trưởng, những căn phòng này đều không có người, trong phòng cũng không có thứ gì. Tốt, vậy liền chọn một căn phòng số 31 đi. Nói xong Dương Gian liền đi qua.
Những người khác còn lại nhìn nhau một chút, ai nấy đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Không còn cách nào, bọn họ phải đi theo Dương Gian, nghe theo sắp xếp quán. Mình ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.